Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel của mình là Nicknap1ty đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái web mà bán nick win doanh trại cực kỳ là giá rẻ luôn. Web này là web của mình nhá. Đây là web Nicknap1ty.com. Web này là web của mình, chắc anh em cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho anh em những cái thông số của cái con win và giới thiệu cho anh em cái web này thì nó bán rất là rẻ luôn. Đây là web Nicknap1ty.com nhá. Anh em cũng thể ấn vào mô tả của mình. Web này do mình điều hành nên là anh em cứ yên tâm về cái độ rẻ và uy tín đi. Đấy, anh em cứ yên tâm về độ uy tín, anh em mua bao nhiêu thì cũng được thôi, chẳng bao giờ có chuyện gọi là rủi ro ở đây cả. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng, bởi vì anh em cũng biết đấy, mình mấy trăm nghìn đối với mình nó cũng chẳng là gì đâu, nên là anh em cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Ok, ở đây thì vừa vào thì có mục thông báo, thì anh em chỉ cần cọc trước 20% thì có thể là cọc được cái ác trên cái shop này. Tức là anh em chỉ ví dụ ác 100.000 thì anh em bỏ ra 20.000 là anh em cọc được ác này, anh em bỏ thêm 80.000 nữa thì anh em nhận ác về chơi nhé. Còn anh em có thể nạp tiền thủ công nhé, nạp tiền thủ công qua ví. Qua ví thì 100.000 ví thì được 140.000 tiền shop, 100.000 Vina bây giờ đang được 115.000 tiền shop anh em ạ. 100.000 Viettel ấy thì được tầm 110.000 shop. Nói chung không bao giờ dưới 10% anh em ạ. Nó dao động từ 10% đến 20% đối với cả cạc. Còn đối với cả vàng thì bây giờ đang là 800 triệu vàng thì bằng 100k shop. Nói chung vàng bây giờ rất là nát luôn anh em ạ, nên là mình nản. Thì anh em nạp thì anh em liên hệ Facebook hoặc Zalo mình nhé. Đây là top nạp tháng trước này, tháng trước có bạn nạp 5,1 triệu. Nói chung là doanh thu rất là ổn luôn đấy. Doanh thu một tháng của mình thì nó rơi vào độ khoảng gần 100 triệu anh em ạ. Doanh thu một tháng ấy, tổng cả cái shop này và mình bán vàng ngọc trên Facebook mình rơi vào khoảng 100 triệu, trong một ngày bán được khoảng 2-3 triệu, 3 triệu gì đó. Nói thật đấy chứ không phải là xạo đâu anh em ạ. Thì đây, bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem nhé. Đầu tiên vào shop thì anh em thấy nó có mục này, nick Ngọc Rồng giá tốt này. Mục thứ hai là nick win danh trại 19k này. Thứ ba là nick sơ sinh giá rẻ này. Thứ tư là kho đồ bạc tỷ này. Bây giờ mình sẽ lần lượt từng cái một nhé. Đầu tiên là nick Ngọc Rồng giá tốt nhé, mình sẽ cho anh em xem nhé. Đầu tiên anh em vào thì nó có cái mục là vì sao nên chọn Nicknap1ty.com. thì anh em để ý nhá, Nicknap1ty.com là chủ shop, là do mình điều hành bán ác, vậy nên giá ác nó sẽ rất là rẻ và nó không có cộng tác viên phải ăn chia với cả chủ shop gì cả. Như này cho anh em, thực ra về cái vấn đề này thì nó cũng hơi khó hiểu đối với cả cái lứa tuổi của anh em nhé. Bởi vì nếu mà anh em mà học về kinh doanh ấy thì nó có những cái shop tức là thương mại điện tử ấy, shop nó chính là thương mại điện tử luôn đấy anh em ạ. Thì nó có nhiều cách kinh doanh, hai cách kinh doanh chủ yếu. Thứ nhất là kinh doanh về B2C, thứ hai là kinh doanh về C2C. C2C là gì, giống như ở Tiki, Lazada, Xen Đỏ các kiểu ấy. Là kinh doanh thì ở C2C ấy, tức là những cái người mà anh em mua hàng trên đấy ấy, là anh em mua hàng của những cái người ta bán, chứ bản thân cái shop, cái web thì nó không bán hàng anh em ạ. Anh em nó chỉ là trung gian giữa cái người bán và bản thân anh em thôi. Thì cái web Ngọc Rồng thì nó cũng tương tự thế, nó cũng chỉ là trung gian thôi, nó có cộng tác viên, nó có trung gian giữa một cái người nào bán với cả một cái bên mua gì đó, thì nó chỉ là trung gian, nó đứng ở giữa và thu hoa hồng thôi. Thì đấy, nó thu hoa hồng rồi là một, chủ shop thì đương nhiên phải thu hoa hồng rồi, đấy là một, đấy là cái chắc chắn đúng không, chủ shop phải thu hoa hồng, nó sẽ thu tầm khoảng 10% anh em ạ. Ví dụ 70 thì nó 10 đến 20% thì đó. Đấy, chủ shop thu hoa hồng. Cái thứ hai là cái thằng bán nó cũng phải có lãi chứ, cái thằng cộng tác viên ấy nó cũng phải có lãi chứ đúng không? Nó lãi tầm độ khoảng 10% nữa, tóm lại anh em mất độ khoảng 2 đến 30%. Đấy là cái chắc chắn. Một cái app anh em mua thì anh em mất đi giá trị thực của nó chỉ 70% cái app anh em mua thôi. Nếu app mua 100.000 giá trị thực nó chỉ là 60-70.000 thôi. Mà còn trừ cả tiền chiết khấu đi, thì cái app anh em mua 200.000 giá nó chỉ là 70.000 ấy, tiền chiết khấu các kiểu cơ mà đúng không? Thì nên shop của mình thì kinh doanh theo mảng B2C anh em ạ. B2C tức là business to customer, tức là giữa cái doanh nghiệp với cả người tiêu dùng. Mình đóng vai trò là chủ shop nhá, đóng vai trò là một người doanh nghiệp đi, một doanh nghiệp, còn anh em là những cái người tiêu dùng là khách hàng ấy. Đấy thì chỉ một mình lãi thôi. Nhưng mà tại sao mình chọn cách này? Cách này thì mình có thể điều chỉnh về giá, và đặc biệt một cái cực kỳ là cái quan trọng đó là mình có thể điều chỉnh về chất lượng được anh em ạ. Tức là cái chất lượng của cái dịch vụ nó tốt hơn. Ví dụ anh em mua những nick khác, cộng tác viên nó bán mà, cộng tác viên nó bán thì mua phải cái ác miền, mua phải ác đại loại ABC mà anh em không biết thì anh em không biết là ác này ác miền thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ mình mua trên shop uy tín mà, chẳng nghĩa nó lại lừa mình đúng không? Thì anh em không biết được điều đó, thế nên là rất là rủi ro. Thì anh em chọn ác mình là mình bán, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với cả những cái gì mà cái shop nó xảy ra, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và mình là người bán nên là mình, cái đầu vào của mình nó đã là không rủi ro rồi thì đầu ra chắc chắn nó cũng rất khó có thể gặp phải rủi ro, nên là anh em cứ yên tâm mà mua những cái nick trên cái shop của mình. Đấy, mình phải bỏ một số tiền rất là lớn ra để mà tôi nghĩ ôm hàng ấy để bán. Thế nên là mình sẽ bán với giá là rẻ thôi. Không thì không bán hết. Bình thường những shop khác nó không bán hết thì thôi, nó có mất gì đâu. Nhưng mà mình mà không bán hết thì nó, ví dụ ác bây giờ 100.000 mai ngày kia xuống giá ngay nên mình phải bán nhanh. Thế mình bán rất là rẻ nên là anh em mua rất là nhiều. Anh em giảm giá 10%, 40% khi nạp qua Facebook Zalo nhé. Anh em cứ IB Facebook Zalo mình nhé. Bên này ở đây có rất là nhiều những ác rẻ luôn, ác cực kỳ là rẻ luôn. Bây giờ mình sẽ kéo đến mục cuối cùng cho anh em xem, kéo đến một cái mục nào đó chưa cuối cùng. Nhưng mà đây này, ví dụ như ác này này, ác này có 90k. Đây là mình vào ngẫu nhiên nhé, chứ không phải là mình đăng ác lên rồi mình đăng ác lên làm video tí nữa lại tháo xuống đâu. Ngẫu nhiên luôn, chắc chắn là thế, mình chả bao giờ có cái tính như thế cả. Đây là ác này có bông tai nhá, có atomic nhá, và giá của nó chỉ là 89.000 thôi, 90.000 đi. Đó, nó 90.000 mà anh em nạp qua Vina rồi ném Vina và Zalo Facebook mình ấy thì với giá là 80.000 cái ác này thôi, bán là rẻ luôn. Ác này anh em mua shop khác phải 150, nói thẳng ra là thế. Đây này, ác này 299.000 này, gọi cho 300.000 đi, 300.000 mà trái đất 40 tỷ này, có ken con này, có ken con. Đây này, đọc cái chỗ này này, có ken con này, vô hình này, bông tai này, ken con vĩnh viễn luôn, nội tại ngon này, đi full map này, các kiểu. 299.000 thì nạp qua ví thì chỉ mất 270.000. À quên, nạp qua Vina mất 270.000 thôi, nạp qua ví thì chỉ mất 215.000. Rất là nhiều ác rẻ. Đây này, ác này có 120 mấy nghìn này, rất là nhiều ác rẻ. Ác này có 199.000 mà có cả ken con, có cả ấy này. Bây giờ mình sẽ qua cái ác win doanh trại cho anh em xem nhé. Đây là shop nick mình bán ác win doanh trại rất là nhiều luôn. Thực sự shop nick mình bán ác win doanh trại phải bán được gần 1.000 ác win doanh trại rồi đấy anh em ạ. Gần 1.000 ác win doanh trại rồi, kinh khủng luôn. Mình cũng không ngờ là mình bán được nhiều ác win doanh trại thế, nhưng mà sự thật nó là như thế. Đây, ác win doanh trại 69.000 một con, 70.000 một con đi, 69.000 một con thôi. Cái chỗ này nhiều anh em rất hỏi là tặng kẹp thì bây giờ mình mua thì kẹp lấy ở đâu nhá. Anh em cứ mua đi là nó sẽ tự có kẹp ở cái mã số anh em mua này, sẽ tự gửi tài khoản mật khẩu kẹp cho anh em, giao dịch tự động hoàn toàn 24/24, nạp thẻ hoàn toàn tự động không trừ chiết khấu. Và ở cái mục anh em ấn vào dấu 3 chấm này, ở cái mục này cũng có cái mục anh em có thể đăng nhập vào cũng được, có cái mục kiếm tiền online này. Thì đây mình sẽ chia sẻ một số thông tin về cách kiếm tiền gọi là trên mạng, hoặc là chia sẻ một số những cái gì mà mình biết được ở trong cuộc sống cho anh em ở trên này. Nó giống như kiểu là một cái nơi tâm sự ấy để cho anh em. Đấy, mình thì cũng không phải là giỏi nhưng mà mình cũng gọi là từng trải, cũng trải qua chuyện nọ chuyện kia nên là mình chia sẻ những gì mà mình biết cho anh em thôi, chứ mình cũng cần phải học hỏi nhiều. Mình chia sẻ những gì mình biết thôi. Đây là kiếm 1 triệu một tháng khi đi vào doanh trại, rất là nhiều bạn kia thừa sức làm được cái điều này. Mình cũng đâu phải người giỏi đâu mà mình cũng làm được. Anh em bây giờ anh em rất là nhanh nhẹn và giỏi thì anh em thừa sức có thể làm được. Còn nick sơ sinh mà 14k thì gọi là quá rẻ rồi, nám shop nó lên đến là 70.000, 50.000 đấy. Cái ác nào 14k hết, quá còn 12k ấy. Còn kho đồ thì anh em có thể vào ấy. Đây là săn nick 40 tỷ đến 60 tỷ thì đó, thì anh em có thể vào để mà săn, cũng bán được rất là nhiều ấy. Nick 100k sức mạnh thì chỉ 3.000 Việt Nam đồng này. Bán rất là nhiều. Đào vàng nữa này, đây để bán rất là nhiều. Giờ mình mới để ý ấy, bán rất là nhiều luôn. Mà cái shop này mới có mở cách đây được 2 tháng thôi mà sản lượng bán ra rất là khủng luôn anh em ạ. Thực sự mình rất là cảm ơn anh em vì mình cũng không ngờ rằng nó lại bán được nhiều, bán chạy như thế. Mình cũng không ngờ được cái điều đó luôn anh em ạ. Đây là top nạp, anh em nạp qua Facebook. Top nạp này thì mình vẫn chưa gọi là update lại. Rồi top 1 nó phải lên đến 3-4 triệu rồi. Ok anh em có mua nick Ngọc Rồng thì nên shop Nicknap1ty.com nhé. Nick win doanh trại chắc chắn thì anh em phải vào shop mình, bởi vì shop mình bán nick doanh trại rất là rẻ luôn và số lượng rất là lớn luôn, anh em cần bao nhiêu cũng có. Ok anh em, bye bye tất cả mọi người. Anh em nhớ nên shop ủng hộ mình nhé.